Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình hôm nay là bài thuốc giải độc gan và cách phòng chứng tăng huyết áp. Giải đáp của bác sĩ về cách sử dụng thuốc sao cho đúng, tránh bị viêm loét thực quản là nội dung trong phần hỏi đáp y tế. Câu chuyện y tế cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những bác sĩ tuổi mèo tận tâm với nghề. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mỗi dịp Tết, gan thường bị ảnh hưởng bởi rượu bia, chất kích thích và chế độ ăn uống không điều độ. Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, mọi người nên trang bị cho mình những biện pháp hữu ích giúp đào thải độc tố sau những ngày lễ Tết. Mục sổ tay học kỳ này, lương y Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu đến quý vị bài thuốc Đông y giúp cơ thể giải nhiệt, mát gan. Theo y học cổ truyền, tạng gan là một tạng quan trọng trong cơ thể và ta có thể ví tạng gan của chúng ta như là một nhà máy vô cùng kỳ diệu, vừa có chức năng dự trữ lại vừa xử lý và đào thải các chất độc hại ra ngoài cơ thể. Trong những ngày xuân sum họp với những mâm cơm thịnh soạn, những bữa tiệc đoàn viên và phong cách ẩm thực mang tính đa dạng, sử dụng bia rượu trong bữa tiệc đó sẽ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tạng gan của chúng ta dễ bị nhiễm độc và suy yếu. Vì vậy, chủ động giải độc cho tạng gan của chúng ta cũng là một nhiệm vụ vô cùng cần thiết để bảo vệ cho một cơ thể khỏe mạnh. Đầu tiên, quý khán giả có thể dùng những cây thuốc gần gũi quanh nhà như rau má, có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc gan và bồi bổ gan được khỏe mạnh hơn. Chúng ta có thể sử dụng là xay sinh tố hoặc làm rau sống ăn trong bữa ăn hàng ngày, đều có thể mang lại lợi ích giúp chúng ta thành lọc cơ thể được tốt. Đặc biệt, quý khán giả hãy dành thời gian trong ngày thư giãn để thưởng thức một trong hai ly trà dân gian rất gần gũi, dễ kiếm nhưng vô cùng tác dụng. Đó là ta sẽ dùng một ly trà hoa cúc, sẽ có tác dụng thanh lọc giải độc tạng gan, ổn định huyết áp, thư giãn tinh thần và sẽ quên đi mệt mỏi và giảm được căng thẳng. Và chúng ta có thể sử dụng một ly trà xanh, cũng có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc, điều hòa huyết áp, tốt cho tim mạch và giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, các quý khán giả nên dùng một trong hai loại trà rất đơn giản nhưng tác dụng vô cùng kỳ diệu này. Và đến khi giải độc tạng gan của chúng ta đã đến ngưỡng thực sự cần thiết thì nhà thuốc chúng tôi hay sử dụng bài thuốc như sau, gồm có xuyên khung 12g, đương quy 16g, bạch thược 12g, sinh địa 12g, nhân trần 32g, cà gai leo 24g, mật nhân 24g, hoàng cầm 12g. Khi như vị thuốc nhân trần, cà gai leo, mật nhân và hoàng cầm phối kết hợp với nhau sẽ tác dụng thanh can giải độc, tăng cường chức năng và bảo vệ can. Và khi kết hợp với những thuốc bổ huyết thư can như xuyên khung, đương quy, sinh địa và bạch thược sẽ làm tăng tác dụng bổ can thận, thanh lọc, giải độc được nhanh hơn và được tốt hơn. 8 vị thuốc này chúng ta cho vào ấm sắc, lấy 3 nước, nước 1 dùng 4 bát nước, khi còn 1 bát chắt ra. Nước thứ hai dùng 3 bát nước, đun lại còn 1 bát đã chắt ra. Và nước thứ ba dùng 2 bát rưỡi, sắc lại còn 1 bát chắt ra. Và 3 bát thuốc này đấu lại chia làm 3 lần uống trong ngày. Bài thuốc này mong rằng sẽ giúp quý khán giả khi sử dụng bài thuốc này mang hiệu quả. Tăng huyết áp hay cao huyết áp là bệnh lý mãn tính, được xem là kẻ giết người thầm lặng. Lối sống lười vận động, ăn uống không lành mạnh, lạm dụng rượu bia thuốc lá có thể là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý này. Ngay sau đây, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương, Phó trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ giúp quý vị điều trị và phòng tránh căn bệnh tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì được chẩn đoán rất là dễ dàng bằng cách là mình sẽ đo huyết áp. Nếu mà đo huyết áp tại nhà thì con số huyết áp là từ 135/85 mm thủy ngân trở lên.
được gọi là tăng huyết áp. Còn nếu các bác đến bệnh viện đo huyết áp tại bệnh viện, tại phòng khám thì con số huyết áp đấy là phải từ 140 trên 90 mmHg trở lên. Tăng huyết áp thì thường có những cái biểu hiện thường xuyên mà dễ nhận biết nhất đó là đau đầu, chóng mặt hoặc là tức ngực, khó thở, tim đập nhanh. Một số những cái thể tăng huyết áp thầm nặng có nghĩa là bệnh nhân có biểu hiện tăng huyết áp, con số huyết áp đo được có thể là khá cao, có thể trên 200 nhưng mà bệnh nhân cũng không hề có biểu hiện gì mà chỉ vô tình được phát hiện khi mà mình đo huyết áp. Dịp đầu năm thì có một số những cái điều kiện thuận lợi, mùa lạnh đã làm cho huyết áp nó dễ dao động. Cái thứ hai là khi gặp lạnh thì bệnh nhân có cái xu thế là ngại thăm khám, ít đo huyết áp và ngại đến viện, đâm ra có những cái cơn tăng huyết áp mà nhiều khi bệnh nhân không đo và không được phát hiện. Cái thứ hai là khi trong dịp Tết thì lối sống sinh hoạt của bệnh nhân có một số cái xáo trộn, ví dụ những bữa ăn kéo dài, sử dụng nhiều rượu bia hoặc sử dụng nhiều đồ ăn có nhiều muối, ví dụ như là dưa, cà, muối mặn. Thì đấy là những cái điều kiện thuận lợi để khởi phát những cơn tăng huyết áp. Và cái thứ nữa đó là trong dịp Tết bận rộn này, hoặc vui quá hoặc là bận quá, cho nên là một phần lớn số lượng bệnh nhân đã quên không uống thuốc huyết áp. Các bác có thể nghĩ là bỏ 1-2 ngày huyết áp cũng không sao đâu, cho nên là chính cái việc quên uống thuốc đều đặn đấy làm khởi phát những cơn tăng huyết áp. Với những cái biểu hiện bệnh nhân cần phải đến các cơ sở y tế thăm khám để cho phát hiện tăng huyết áp hoặc những biến chứng của tăng huyết áp kịp thời. Đấy là những cái biểu hiện của tăng huyết áp cấp cứu. Thứ nhất là đo huyết áp mà chỉ số huyết áp quá cao, huyết áp khoảng độ 180, 190 hoặc hơn 200. Và thứ nữa là bệnh nhân có biểu hiện tại các cơ quan đích, ví dụ như bệnh nhân đau đầu nhiều, tức ngực, khó thở, tim đập nhanh, hoặc là đã dùng thuốc huyết áp ở nhà mà không hạ được huyết áp. Với những bệnh nhân đã bị tăng huyết áp rồi mà khi uống thuốc đều đặn rồi mà con số huyết áp cũng không hạ được xuống nữa thì bệnh nhân vẫn cần đến để bác sĩ điều chỉnh. Trong những dịp đầu xuân năm mới thì vẫn khuyên các bác là nên có sự duy trì cái lối sống sinh hoạt tốt, ví dụ như là uống thuốc đủ, đúng liều, đúng giờ, tập thể dục hàng ngày, rồi uống nhiều nước, uống đủ nước. Và thứ hai là nên sử dụng một lượng cồn vừa phải, không ăn những cái đồ ăn mà quá có chứa nhiều muối quá. Và một cái thứ nữa là với những cái bệnh nhân mà có những cái triệu chứng bất thường trong cơ thể, ví dụ như đau ngực này, nhịp tim nhanh hoặc đau đầu nhiều này, hoặc cảm thấy bất kỳ một cái sự bất an nào đấy thì nên cần đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám. Thưa quý vị và các bạn, một yếu tố khá quan trọng khi uống thuốc nhưng lại ít được đề cập và quan tâm đúng mức là cần phải uống thuốc đúng cách. Ngoài vấn đề thường được dặn dò như cách sử dụng thuốc trong ngày, như số lần, liều dùng, nên uống thuốc trước hoặc sau bữa ăn, thì hầu như người bệnh có rất ít thông tin về việc nên uống thuốc thế nào để tránh tác động xấu của thuốc lên thực quản. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Hồng, trưởng khoa khám bệnh, phụ trách trung tâm tiêu hóa và nội soi Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để biết cách sử dụng thuốc đúng nhất, tránh bị loét thực quản. Xin chào bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết uống thuốc đúng cách là như thế nào ạ? Uống thuốc đúng cách ấy, ngoài những cái chỉ định bắt buộc của việc dùng thuốc, ví dụ như liều lượng, số lần dùng, đường dùng, uống trong khi ăn, sau khi ăn hay là trước khi ăn, thì cách uống thuốc vô cùng quan trọng. Cách uống thuốc đúng cách chính là cách uống thuốc mà chúng ta phải ngồi để chúng ta uống thuốc, hay chúng ta phải đứng để chúng ta uống thuốc, hoặc là chúng ta không được nằm ngay. Sau khi uống thuốc khoảng 30 phút, tuyệt đối là không được nằm để uống thuốc. Và sau khi uống thuốc thì cần phải uống từ 200 đến 300 lít nước để đảm bảo cái việc là chúng ta sẽ đưa được toàn bộ lượng thuốc qua khỏi thực quản xuống dạ dày và định cơ quan đích, và cũng đảm bảo là thuốc được hòa tan toàn bộ. Việc uống thuốc không đúng cách sẽ gây ra hậu quả như thế nào thưa bác sĩ? Cái việc mà hậu quả của việc uống thuốc không đúng cách nó gây rất nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Việc mà hậu quả uống thuốc không đúng cách, ví dụ chính là cái việc mà thuốc sẽ không đưa được xuống dạ dày, nó sẽ nằm ở thực quản, gây loét, gây viêm. Ở đây thì chúng tôi đã gặp rất nhiều những trường hợp nhẹ thì những phù nề, bệnh nhân gây đau, gây tức, gây nuốt vưỡng, hoặc là gây nóng rát sau dư ức, mà người ta cứ lầm tưởng đấy là các cái trào ngược dạ dày thực quản và người ta không chú tâm. Nhưng khi chúng tôi làm thực hiện các quá trình nội soi để chẩn đoán thì nó rất nghiêm trọng. Nhẹ thì nó gây loét, gây phù nề, nặng thì có thể gây chảy máu, xuất huyết, thậm chí gây thủng, và hậu quả lâu dài là gây co kẽo, để lại một cái di chứng rất nặng nề.
Vậy bác sĩ có những lời khuyên như thế nào đối với người bệnh trong cái việc mà uống thuốc làm sao cho đúng cách nhất ạ? Uống thuốc đúng cách là một điều rất quan trọng trong điều trị. Chúng ta uống thuốc đúng cách thì chúng ta sẽ đảm bảo về cái hiệu quả điều trị. Chúng ta uống thuốc sai cách thì chúng ta sẽ không đưa lại hiệu quả điều trị. Ngoài ra còn gây những tác dụng không mong muốn. Cái uống thuốc sai cách thì rất nghiêm trọng. Do đó là chúng ta cần phải tuân thủ những cái chỉ định bắt buộc của việc tờ hướng dẫn sử dụng dùng thuốc. Thì cách uống thuốc nó đảm bảo là quá trình thuốc sẽ được là đưa xuống và đến cơ quan đích. Đầu tiên là chúng ta phải uống thuốc ở tư thế đứng hoặc chúng ta ngồi để uống thuốc. Thứ hai là chúng ta không được nằm để uống thuốc. Thứ ba là sau khi uống thuốc chúng ta cần phải đi lại. Chúng ta không được nằm sau khi uống thuốc 30 phút. Và cuối cùng, đấy là quan trọng nhất, là cách dùng thuốc là chúng ta đảm bảo phải uống đủ từ 200 đến 300ml nước sau khi chúng ta uống thuốc, để thuốc có thể xuống được khỏi thực quản qua dạ dày, tránh hiện tượng là thuốc sẽ mắc ở tại thực quản. Với cái nồng độ cao của thuốc thì có thể gây bỏng, gây loét và gây hậu quả. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ các bác sĩ tuổi Mão giàu y đức, tận tâm tận lực với nghề. Mẹ tôi bị đột quỵ thì không biết gì nữa. Thế nhưng mà vào trong này là điều trị đến hôm nay là được một tuần, sức khỏe là tiến triển nhiều. Gia đình tôi rất là cảm ơn đến bác sĩ Điện và tất cả các bác sĩ điều dưỡng ở đây là đều rất nhiệt tình, rất là tâm huyết. Đó là lời cảm ơn của gia đình bệnh nhân Vũ Thị Tuất ở huyện Ân Thi bị đột quỵ, đã được bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Điện và các y bác sĩ tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên cấp cứu thành công. Được biết, bác sĩ Điện sinh năm Quý Mão 1963, suốt mấy chục năm công tác trong ngành y, dù trải qua nhiều khó khăn vất vả, nhưng bác sĩ luôn tự hào là đã khoác trên mình chiếc áo blue trắng. Trong suốt 36 năm trong nghề, tôi lúc nào cũng coi bệnh nhân như người nhà mình, và cái tinh thần phục vụ bệnh nhân là trên hết, trước hết là coi tính mạng và sức khỏe người bệnh là trên hết. Mặc dù là ngành y là rất vất vả, nhưng tôi vẫn rất tự hào và tôi vẫn động viên con gái tôi lại tiếp thước theo con đường của tôi, cũng hiện tại cũng là đang học thạc sĩ y khoa và đang công tác trong ngành y. Với lòng yêu nghề, tận tâm với bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Điện đã nhiều năm liền được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Sở Y tế Hưng Yên. Không những vậy, bác sĩ cũng rất nhiệt tình chỉ bảo cho các đồng nghiệp trẻ. Tôi công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên hơn 10 năm thì phần lớn thời gian là làm cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Điện. Với bệnh nhân thì bác sĩ khám xét nó rất là tỉ mỉ, trao đổi thì ân cần. Còn với anh em nhân viên trong khoa thì lúc nào chú cũng ân cần nhắc nhở từ cái vấn đề chuyên môn đến cái cuộc sống. Tiếp bước những người đi trước, các y bác sĩ trẻ của ngành Hưng Yên cũng đang ngày đêm cống hiến, cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân và nhận được những lời cảm ơn chân thành từ người bệnh. Thời tiết dở dời là cháu hay ho này, xong là tấy sốt kéo dài. Tôi có cho cháu đi khám, các bác sĩ tư vấn và bảo cho cháu là cắt amidan. Ca mổ thì rất thành công ạ. Đầu tiên cứ nghĩ là cháu cắt xong cháu sẽ đau, nhưng mà cắt xong đến hôm nay nữa là 3 ngày rồi thì hỏi cháu đều bảo cháu không đau. Tôi thấy rất vui và yên tâm ạ. Tôi xin cảm ơn bác sĩ Hướng trực tiếp phẫu thuật cho cháu và rất chi là nhiệt tình, tận tâm, chu đáo. Đó là lời cảm ơn của gia đình bệnh nhi Nguyễn Tuấn Kiệt gửi tới bác sĩ Nguyễn Văn Hướng. Dù tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ 36 tuổi, sinh năm Đinh Mão 1987, nhưng bác sĩ Hướng luôn được đồng nghiệp đánh giá cao về tay nghề và sự tận tâm với người bệnh. Bác sĩ Hướng thì là một thạc sĩ chuyên ngành tai mũi họng, có chuyên môn giỏi, rất tích cực trong quá trình điều trị, yêu thương chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo. Đối với anh em đồng nghiệp cơ quan thì bác là một người hòa đồng, chiếm trọn niềm tin yêu của anh em đồng nghiệp. Hơn 10 năm công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, bác sĩ Hướng cũng đã nhiều năm nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua, giấy khen của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. Đối với bác sĩ Hướng, cũng như các y bác sĩ tại đây, niềm hạnh phúc chính là khi biết mình đã cứu chữa thành công cho người bệnh. Trong giai đoạn đầu thành lập bệnh viện thì cách đây khoảng 6-7 năm có một trường hợp, một cái trẻ 3 tuổi sau khi ăn hạt nhãn thì bị hóc. Lúc vào viện thì cháu đã trong tình trạng tím tái, khó thở. Tôi cùng với cả các bác sĩ ở trong kiếp trực cố gắng cứu thành công cho cháu. Tất cả những anh em trong kiếp trực đều có một cảm giác là vỡ òa sung sướng. Tôi vừa cứu được một sinh linh bé nhỏ.
Vượt qua những khó khăn, thử thách của nghề y, các y bác sĩ đang nỗ lực từng giờ để giành lại sự sống cho mỗi bệnh nhân. Những lời cảm ơn của người bệnh như một âm thanh tuyệt vời của cuộc sống, như một món quà ý nghĩa và giá trị nhất mà các bệnh nhân muốn dành tặng cho các y bác sĩ. Còn đối với các y bác sĩ, nó trở thành gia tài để đời, như minh chứng muôn đời cho sứ mệnh của những người mang trên mình màu áo blue trắng. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Mong quý vị và các bạn luôn theo dõi chương trình của chúng tôi để giữ cho mình và người thân sức khỏe tốt nhất. Thân ái, chào tạm biệt.